Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 1, bài 2, phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Sách giáo khoa môn toán lớp 9, bộ sách Cánh Diều. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 11 nào. Chúng mình sẽ đến cái bài toán mở đầu này. Một cái lạng thịt bò thì chứa 26 gram protein và một lạng thịt cá thì chứa là 22 gram protein. Đấy, đây là thịt bò này, cá này. Đấy, rất là tươi ngon đúng không ạ? Ok. Bác An dự định chỉ bổ sung là 70 gram protein từ thịt bò và thịt cá trong mỗi một ngày. Ok, như vậy bác là gì? Dự định là bao nhiêu? 70 gram nhé. Vậy thì cái bạn mới hỏi này, số lạng thịt bò và số lạng thịt cá mà bác An ăn trong một ngày cần thỏa mãn cái điều kiện ràng buộc gì để đáp ứng nhu cầu bổ sung protein? À, như vậy thì có phải là gì? Bác là gì? Trong một ngày là bao nhiêu? 70 gram, đúng không? Vậy thì cái số lượng thịt bò và thịt gì? Và cá đây này, phải đáp ứng nhu cầu đó là sao nhỉ các em nhỉ? À, như vậy thì mình có thể thấy được là cái số lạng thịt bò, số lạng thịt bò và gì? Số lạng thịt cá, đúng không? Và thầy đưa nó về đây nhá. Số lạng thịt bò và số lạng thịt cá đó như nào các em? Nhân với cái gì? Nhân với cái gì đây các em? Hàm lượng protein này, đúng không? Nhân với lượng protein, lượng protein phải làm sao? Phải bằng 70 gram. Chuẩn chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là một cái sự ràng buộc hay là gì trả lời cho cái câu hỏi này em nhé. Được chưa? Rồi, và để hiểu hơn á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương trình bậc nhất hai ẩn. Ok. Và hoạt động số 1 này, trong cái bài toán ở phần mở đầu, ok, ta gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò, số lạng cá. À, có nghĩa là gì? X sẽ là thịt bò, đúng không? Và cái thằng y đây này sẽ là số lạng thịt cá mà bác An ăn trong một ngày. Viết hệ thức liên hệ giữa x và y để đáp ứng nhu cầu bổ sung protein cho bác An. Như vậy cái phần này người ta hệ thức cần tìm đó là gì? 26 x cộng cho 22y phải bằng bao nhiêu? 70. Phần này được chưa nhỉ? Phần này được chưa? Vậy thì hệ thức trên á, người ta gọi là một phương trình bậc nhất hai ẩn, đó là ẩn x và ẩn y. Ok. Được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, hệ thức liên hệ giữa x và y. Đấy, như vậy người ta đã làm cho mình rồi thì chúng ta không cần phải viết gì nữa nhé. Ok. Rồi, mình đến với cái ví dụ. À, trước hết thì chúng ta sẽ đến với cái ghi nhớ đó chứ. Ghi nhớ này cho thầy đó nhỉ. Cái phương trình á, hai ẩn x y á, thì nó có dạng này các em, ax cộng by bằng c. Trong đó thằng a, thằng b, thằng c này này được gọi là những cái số cho trước, và thằng a phải khác không và thằng b phải khác không này. Chú ý cái điều kiện đấy nhỉ. Như vậy thì từ đây á, khi người ta cho bất kỳ một cái phương trình nào, người ta yêu cầu mình xác định xem nó có là phương trình bậc nhất hay ẩn không, thì chúng ta phải xác định như này. Nó phải có x, có y này, và thằng a khác không và thằng b phải khác khác không nhá.
Đấy, như ở các sách kia thì người ta sẽ nói là gì? A, B không đồng thời bằng bằng không. Không đồng thời bằng không có nghĩa là gì? Mình phải hiểu được nó khác khác không. Được chưa? Rồi. Và các em có thể đọc cái ví dụ số 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hay ẩn? À, thầy vừa nói xong. Đúng không? Hay ẩn xy. Như vậy thì rõ ràng các em nhìn vào đây. A, hệ số A đây bằng 2, B bằng mấy? 1. Phương trình này có không? Có. Câu B nè. A đây bằng 0, B bằng gì? B bằng 3. Như vậy cái này được không? Được. Được không nhỉ? A bằng 0 nhưng mà B vẫn bằng gì? Bằng 3, thì anh này vẫn là phương trình bậc bậc nhất. Câu C nè. A đây bằng 5, B bằng gì? 0. Vẫn được nhé. Rồi còn câu D nào. A bằng 3, B bằng gì? Trừ 1. A bằng 3, B bằng trừ 1. A bằng 3, B bằng trừ 1. Như vậy thì thằng này nó lại có mũ này, mũ 2 này. Đấy, đây là phương trình bậc bậc nhất không? Không phải bậc nhất. Được chưa? Như vậy thì chúng ta chỉ có mỗi câu D này này, không là phương trình bậc nhất hay ẩn nhá. Được chưa? Rồi. Và mình đến với cái luyện tập 1. Người ta yêu cầu là gì? Nêu hai ví dụ về phương trình bậc nhất hay ẩn. Nêu được không kem? Hai ví dụ. Dễ ơi là dễ ơi đúng không? Đây thầy làm đây luôn nhé. Như vậy mình có chẳng hạn như là gì? 3x cộng cho gì? Cộng cho y. Được không? Bằng 7 đi chẳng hạn. Được chưa? Hoặc là gì? X cộng cho y bằng bằng 4. Được không? Đấy, ví dụ đây là gì? Hai phương trình bậc nhất. Hai ẩn. Ok. Rồi, sang phần số 2 nào. Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y. Ta có này, 3x trừ 2y bằng 6. Đây là phương trình bậc nhất hai ẩn và ta ký hiệu nó là 1. Tính giá trị của biểu thức ở vế trái của cái phương trình này. Như vậy này, các em chú ý, cái phương trình này được ngăn cách bởi dấu bằng. Vế trái tức là gì? Nó nằm ở phía bên tay tay trái, còn vế bên phải nằm ở phía bên tay phải của dấu gì? Dấu bằng này. Đó, yêu cầu này, tính giá trị của biểu thức ở vế trái tại x bằng 4, y bằng 3. Vậy thì giá trị đó có bằng 6 hay không? Đó. Như vậy kem thay vào đây thôi nè. X bằng 4. Đúng không? Tại x bằng 4 này thì kem thay vào này, mình sẽ được là 3 nhân cho 4 trừ cho y bằng mấy? Y bằng 3. 2 nhân cho gì? Nhân cho 3. 3 nhân 4 12. 2 nhân 3 là 6, 12 trừ đi 6 thì nó bằng gì? Bằng 6. Đúng không? Đó. Như vậy thì rõ ràng mình thấy này, nó bằng 6. Vậy thì cái phương trình này này, vế trái bằng 6 tại x bằng này, y bằng này. Đúng không? Nó cũng bằng với vế phải này. Vế phải cũng bằng mấy đây? 6. Vậy thì rõ ràng cái cặp số này này, x bằng 4, y bằng 3 được gọi là một nghiệm của cái phương trình 1. Đó. Được chưa? Rồi, như vậy thì qua cái này mình có cái ghi nhớ. Cho phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có dạng ax cộng bi bằng c. Nếu ax0 cộng bi0 bằng c là một khẳng định đúng thì cái cặp số này, cặp số x0 này, y0 này này sẽ là một nghiệm của cái phương trình này.
Được chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rồi và để hiểu hơn á, thì các em có thể tự đọc ví dụ số 2. Người ta hỏi trong các cặp số sau, cặp nào là nghiệm của cái phương trình này? Thì các em cứ thay thôi. Lần lượt các em thay vào. X người ta viết trước và Y người ta sẽ viết sau. Đấy, khi thay vào á, thì cái cặp 1 trừ 1 đây này, đây là nghiệm. Cặp này không phải là nghiệm bởi vì sao? Hai vế nó không bằng nhau. Được chưa? Cái cặp số 3 đây là nghiệm. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái luyện tập 2 này nhá. Nêu hai nghiệm của cái phương trình này. Đấy, thầy sẽ đưa nó sang bên đây để chúng ta làm nào. Hai nghiệm của cái phương trình này này. 6x trừ 5y bằng 11. Và chúng ta sẽ cho hai cái nghiệm của nó. Như vậy thì để mà làm được cái này ấy, thì chúng ta sẽ cho cái giá trị, đúng không? Mình sẽ lần lượt cho cái giá trị nào đó của x để chúng ta tìm y, đúng nào? Đó, ví dụ này, mình sẽ cho x bằng 1 đi. X bằng 1. Rồi, cho x bằng 1 đúng không? Rồi chúng ta thay vào cái phương trình bên. Đấy, thì chúng ta sẽ có này. Các em thay vào chỗ nào có x ta thay bằng 1. Như vậy mình sẽ thay để mình tìm cái thằng gì? Thằng y nhá. 6 nhân cho 1 trừ cho 5y bằng bao nhiêu? Bằng 11. Đấy, như vậy thì rõ ràng đây là cái bài toán lớp 5 rồi đúng không? 5y sẽ bằng 11 trừ đi 6, tức là 5y bằng mấy? Bằng 5. Vậy thì y sẽ bằng mấy đây? Y bằng 1. Như vậy thì rõ ràng ở đây á. Vậy thì cái nghiệm, đúng không? Nghiệm của cái phương trình này này sẽ là gì đây? À, sẽ là x bằng 1, y cũng bằng 1. Được không? Đấy, tương tự như vậy mình tìm một cái cặp nghiệm nữa nhá. Là giờ mình cho x bằng 0 xem nào. Đấy, cho x bằng 0 đi. Được chưa? Các em thay vào cái phương trình. Đấy, các em có thể cho x bằng bất kỳ cái số nào cũng được. Để chúng ta tìm cái gì? Tìm y thôi. Như vậy thì 0 nhân với 6 nhân với 0 thì bằng gì? Bằng 0 đúng không? Vậy ta chỉ còn là gì? Trừ 5y bằng bao nhiêu? Bằng 11. Trừ 5y bằng 11 đúng không? Vậy thì y nó sẽ bằng mấy đây? Y bằng gì? Trừ 11 phần 5. Được chưa? Đấy, như vậy đây một cặp nghiệm nữa. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì đến đây các em cũng kết luận. Vậy thì nghiệm của cái phương trình thầy viết tắt đây nhá, PT. Đấy, không có nhiều em này không biết cái PT là cái gì, cứ đi hỏi, đúng không nào? Là nghiệm x chúng ta viết trước, đó là x bằng 0, y là trừ 11 phần 5 nhé. Được chưa? Ok nhá. Rồi. Và sau khi thực hiện cái hoạt động này ấy, thì mình chú ý này. Trong cái mặt phẳng tọa độ XOY, mỗi nghiệm của phương trình này này được biểu diễn bởi một điểm. Và cái nghiệm x0, y0 này này được biểu diễn bởi điểm có tọa độ là x0, y0. Và mình cũng áp dụng được quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân đã biết ở phương trình bậc nhất một ẩn để chúng ta biến đổi. Tức là tất cả những cái quy tắc chuyển vế thì phải là gì? Đổi dấu. Đúng nào? Đấy. Và nhân thì phải như thế nào? Đấy, thì các em cũng áp dụng giống như phương trình một ẩn mà mình đã học ở lớp 7 và lớp 8. Rồi, và đây là một cái mà người ta sẽ ứng dụng nó vào thực tế để giải này. Ví dụ số 3, ví dụ số 4,
nó có cái lời giải sẵn rồi. Các em có thể tự đọc để chúng ta hiểu hơn nhé. Thầy sẽ không giảng giải cái phần này. Ok, ví dụ 5 luôn. Đấy, tất cả những cái này nó đã có lời giải rồi. Ví dụ 6. Đấy, thầy không hướng dẫn nó. Mình sẽ đến phần 2 lớn. Đó là hệ hai phương trình bậc nhất, hai ẩn. Chúng ta đến hoạt động số 3. Ở cái hoạt động số 3 này, người ta cho như sau này. Hai bạn là Dũng, Huy vào siêu thị mua vở và bút bi để ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Bạn Dũng thì mua 5 quyển vở và 3 bút bi, tổng số tiền là 39.000. Bạn Huy thì mua 6 vở, 2 bút bi, tổng số tiền là 42.000. Giả sử giá tiền mỗi quyển vở là x đồng và giá tiền mỗi bút bi là y đồng. Đấy, thì giờ thì yêu cầu mình câu A này. Viết hai phương trình bậc nhất hai ẩn xy lần lượt để biểu thị tổng số tiền phải trả của bạn Dũng và bạn Huy. Lần lượt để biểu thị số tiền. Viết hai cái phương trình này thôi. Rồi, như vậy thầy sẽ đưa nó sang bên kia để chúng mình cùng làm nó nhé. Đây, cậu A. Câu A. Như vậy người ta gọi cái gì đây rồi? Giá của mỗi quyển vở là x, bút bi là gì? Y. Đúng không nào? Vậy thì bạn Dũng bạn mua mấy? Bạn Dũng mua 5 vở và 3 bút bi. Được chưa? Nhớ ở đây là gì? Số tiền. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương trình thứ nhất này. Số tiền bạn Dũng. Bạn Dũng là gì? Phải trả khi mà mua gì? 5 quyển vở. Được chưa? Sẽ là. Vậy thì x là giá của gì? Quyển vở mà bạn mua 5 thì sẽ là 5x đồng. Đúng không? Được chưa? Rồi, và cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng lại có nữa là gì? Số tiền mà bạn Dũng cũng là gì? Phải trả khi mà mua máy, khi mua 3 bút bi. Đúng là sẽ là 3 nhân cho gì? Nhân cho y, tức là 3y đồng. Được không nhỉ? Đúng chưa? Ok không nhỉ? Biểu thị tổng số tiền phải trả của bạn Dũng, bạn Huy. Như vậy thì đến đây mình sẽ có là gì? Tổng cái số tiền mà cái bạn Dũng này phải trả khi mà mua gì? 5 quyển vở và mấy 3 bút bi sẽ là. Đấy, như vậy thì 5 quyển vở là 5x cộng cho 3 bút bi là 3y. Đấy thì bạn phải trả tổng số là bao nhiêu tiền đây? 39.000 đồng. Được chưa? Đấy, 39.000 đồng. Như vậy đây là gì? Cái phương trình thứ nhất, được không? Ok không nhỉ? Hãy tương tự như vậy thì các em cũng lập luận cho bạn gì? Bạn Huy. Hãy cũng số tiền mà ai? Cái bạn tên là Huy phải trả khi mà mua máy 6 quyển vở. Được chưa nhỉ? Sẽ là 6 nhân x, đơn vị là đọc. Tương tự như vậy mình cũng sẽ có số tiền cái bạn Huy phải trả
Khi mà mua cái gì? Máy bút bi đây, hai bút bi. Được không nhỉ? Sẽ là máy phím dính quá. Như vậy sẽ là 2i gì? 2i đồng. Được chưa nhỉ? Rồi vậy thì đến đây mình cũng lại có là gì? Tổng số gì? Tổng số tiền. Tổng số tiền mà cái bạn Huy phải trả khi mà mua 6 quyển vở và hai bút bi sẽ là 6x cộng cho mấy? 2y bằng bao nhiêu? 42.000. Được chưa? Như vậy mình đã lập được hai cái phương trình chưa nhỉ? Đấy, xong nhá. Ở đây gọi là phương trình số 1. Đây là phương trình số 2 chúng ta lập được theo đúng đề bài. Viết được hai phương trình nhá. Rồi. Câu B nào, cái cặp số xy bằng có phải là nghiệm của từng phương trình bậc nhất đó hay không? Và chúng mình giải thích cho vì sao. Đấy. Như vậy thì muốn biết cái cặp này này nó có hay không thì chúng mình phải làm gì? Thay nó vào. Đấy, ở nội dung số 1 á, để xác định xem một cái cặp nghiệm á, nó có là nghiệm của cái phương trình hay không thì chúng ta thay vào. Được không nhỉ? Rồi, như vậy nè, thay thay x bằng bao nhiêu? 6.000 và y bằng mấy? Y bằng 3.000 vào cái phương trình 1. Đấy, phương trình 1 là phương trình này này các em. Đấy, thì chúng ta sẽ có này. Chúng ta thử thay vào xem nó có bằng 39.000 không nhá. Chỗ nào có x thì thay bằng mấy? 6.000. 5 nhân cho 6.000 cộng cho gì? Cộng cho 3 nhân cho mấy? 3.000. Đúng không? 5 nhân 6 là bao nhiêu? 30.000. 30.000 cộng cho mấy? 3 nhân với 3.000 là cộng cho 9, 9.000. Như vậy 30.000 cộng với 9.000 thì nó bằng bao nhiêu đây? 30 mấy? 39.000. Đúng không? Đó. Như vậy thì rõ ràng cái này này, các em sẽ thấy nó bằng bao nhiêu đây? Bằng 39.000. Như vậy nó bằng với vế bên nào? Vế phải. Vế trái bằng bằng vế phải. Như vậy thì cái này như nào đây? À, luôn đúng đúng không? Vế trái bằng vế vế phải. Ok. Được chưa? Vậy thì đến đây mình chốt ngay là gì? Vậy vậy thì gì? Cái cặp vậy cái cặp số vậy thì cặp số 6.000 và mấy 3.000 đúng không là nghiệm của cái phương trình 1. Được chưa? Tương tự như vậy chúng ta sẽ xét xem cái anh thứ hai như thế nào, cũng tương tự thay x bằng 6.000 y bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu đây? Y cũng bằng 3, 3.000. Vào đâu? Vào cái phương trình thứ hai. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có phương trình 2 đây. 6, chỗ nào có x là thay bằng 6.000. 6 nhân 6.000 cộng cho 2 nhân cho mấy? 3.000. Rồi, các em nháp xem nào. 6 nhân 6.000 á, thì đây sẽ được là 66, 36.000. 36.000 cộng cho mấy? Cộng cho 2 nhân 3 là mấy? 6.000. 36.000 cộng 6.000 thì cũng bằng bao nhiêu? 42.000 đồng. Được chưa? Như vậy vế trái cũng bằng vế vế phải. Vậy thì mình thấy nó cũng luôn gì? Đúng. Ok. Vậy thì đến đây mình kết luận được không? Được. Vậy thì
kết luận thôi. Vậy thì cái cặp số 6.000 rồi gì nữa, 3.000, đúng không, cũng là nghiệm của ai, của cái phương trình số 2. Đấy, vậy ta đã trả lời xong câu câu B nhé, được chưa? Ok rồi, như vậy thì qua cái hoạt động này á, thì lại lưu ý này, ta nói rằng cặp số này này, đây là một nghiệm của cái hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đấy, một nghiệm của cái hệ này luôn. Ok, và các em ghi nhớ cho thầy công thức tổng quát đây. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax cộng bi bằng c, a phải x cộng b phải y bằng c. Đấy, đây được gọi là gì? Một cái hệ. Ở đó thì mỗi phương trình này này, ax cộng bi bằng c và a phải x cộng b phải y bằng c phải đều là phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu cặp số x không y không là nghiệm của từng phương trình trong cái hệ đây này, thì cái cặp số này này được gọi là nghiệm của hệ. Tức là gì? Một cái cặp số nó vừa là nghiệm của thằng một, phương trình thứ nhất, vừa là nghiệm của phương trình thứ hai, thì nó sẽ là nghiệm của cái hệ này, được chưa? Vậy thì giải hệ phương trình là chúng ta sẽ tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình trình đó. Ok, dừng lại, ghi nhớ nó vào nhá. Rồi, các em có thể tự đọc cho thầy ví dụ số 7 hệ phương trình. Đấy, để chúng ta giải, nhận biết nó là hệ của phương trình. Vì sao thằng D không phải? Bởi vì này, cái bậc của nó đây là bậc 2 này, loại bỏ ngay nhá. Rồi, luyện tập 3, các em tự làm được không? Hai ví dụ về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có quá nhiều, chúng mình tự làm nhá. Ví dụ 8, xem cái cặp số có là nghiệm không thì chúng ta thay vào. Đấy, người ta cũng đã giải đây, các em tự đọc. Phần này chúng mình tự đọc. Được không nhỉ? Rồi, thầy sẽ làm cho chúng mình cái luyện tập 4. Cho cái hệ phương trình này này, và thầy yêu cầu là gì? Kiểm tra xem cặp số nào là nghiệm. Đấy, như vậy thì mình sẽ áp dụng các cái ví dụ mà mình vừa làm ở trên để chúng ta kiểm tra xem cái cặp số nào sẽ là nghiệm của cái hệ phương trình này. Nhớ bây giờ người ta gọi là hệ phương trình. Trong hệ phương trình thì nó sẽ có phương trình này gọi phương trình 1, đây gọi là phương trình thứ 2. Ok, được không nhỉ? Chỗ này được chưa? Rồi, như vậy thì để kiểm tra thì chúng ta chỉ việc gì? Thay thôi. Thay cái giá trị vào câu A này. Làm luôn đây nhá. Có cái gì đây? Câu A này, cái cặp nghiệm người ta cho là x bằng 3, y bằng mấy? Y bằng 3. Rồi, như vậy thì ta sẽ thay x bằng 3 và y bằng 3 vào cái gì? Vào cái gì? Mỗi cái phương trình trong hệ. Đấy, để chúng ta kiểm tra thì ta sẽ có này, phương trình thứ nhất này, cái phương trình thứ nhất chúng ta thay vào này, x bằng 3 thì sẽ là 2 nhân cho 3 trừ cho mấy, trừ cho 5, nhân y bằng mấy, y bằng 3. Như vậy các em kiểm tra xem nó có bằng 2, bằng trừ 2 không. 2 nhân với 3 là mấy? 6. 6 mà trừ đi 5 nhân 3, 10, 15. Như vậy thì nó làm sao nhỉ? Có 6 mà nợ tới 10, 10 mấy, 15. Vậy thì đây chúng ta còn nợ mấy? Nợ 9. Đấy. Như vậy thì nợ 9 thì chúng ta thấy nó khác cái gì đây?
khác cái vế bên này nó phải bằng 2 mới đúng này. Đấy, khác trừ 2. Như vậy cái này làm sao nhỉ? Không thỏa mãn. Đúng không nào? Tức là gì? Vế trái không bằng vế phải nhá. Đúng không? Đấy, nó sẽ không thỏa mãn. Rồi, như vậy thì nếu ở đây này, mẹo nha các em, mẹo nhá, mẹo cho chúng mình làm này, cứ thay vào một cái thôi mà nó không thỏa mãn này, chúng ta loại ngay, được chưa? Loại ngay, không cần phải thay vào phương trình thứ hai nữa nha các em. Đó, vậy thì cái cặp số, phải nói khan tiếng luôn đó, cặp số x bằng 3, y bằng 3, đấy, nó sẽ không là nghiệm của ai? Của cái hệ phương trình trên. Chỉ cần thay một cái vậy thôi. Ok nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái cặp số này này, nó phải là nghiệm của một, phải của gì? Cả hai này mới được. Nếu mà chỉ có một thì không được. Mà anh này là không luôn rồi thì chúng ta loại ngay nhá. Rồi, mình đến câu B này. Chúng ta sẽ thay cái cặp số thứ hai. Cũng tương tự này, thay x bằng mấy? X bằng 4. Y bằng mấy đây? Y bằng gì? Bằng 2. Vào mỗi cái phương trình trong cái nghiệm đó. Đấy, mỗi phương trình trong nghiệm trên đúng không? Thì chúng ta sẽ có này. Đấy, mình thay vào. Phương trình thứ nhất là 2 nhân 4 trừ cho 5 nhân 2. Đấy, các em xem nó có bằng trừ 2 không? 2 nhân 4 là mấy? Là 8. 8 trừ đi 5 nhân 2 là mấy? Là 10. À, 8 như vậy nè. 8 mà trừ đi 10 thì bằng trừ, trừ 2. Đúng không? Như vậy cái này làm sao nhỉ? Chuẩn đúng không? Tin chuẩn. Cái này làm sao? Luôn đúng. Ok. Như vậy cái này nó nhận nó là nghiệm. Được không? Được không nhỉ? Ok, như vậy thằng này là gì? Là nghiệm. Một. Phương trình thứ hai là các em thay vào đây. X bằng mấy? 4. Y bằng mấy đây? Cộng cho mấy? Cộng cho 2. 4 cộng 2 bằng mấy đây? Bằng 6. Như vậy 4 cộng 2 bằng 6 thì cũng lại làm sao? Cũng vế trái bằng vế phải. Thì nó cũng sẽ làm sao nhỉ? Luôn đúng. Đúng không? Đấy, cũng giống như trên thôi. Luôn đúng nhá. Như vậy cái này mình chỉ cần chốt thôi. Vậy thì cái cặp số 4, 2 là nghiệm của ai? Của cái hệ phương trình trên. Xong. Ok nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã xong về cái luyện tập 4. Rồi. Và hẹn gặp lại các em ở trong tiếp bài tập nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình. Bye bye.